Hello anh em, tôi là Vân. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một bộ công cụ khác dùng gia đình. Với 6 cái công cụ ở đây thì gồm có một cây kìm, một kẹp mỏ quạ loại lớn, một cây kìm kẹp ốc loại lớn, một cây kìm điện, một cây kìm mỏ nhọn, một cây mỏ lết và một cây kìm cắt. Thì cái bộ này nó sẽ gần gần giống như cái bộ 7 chi tiết. Bộ 7 chi tiết thì nó sẽ có hai cái kìm kẹp chết này, hai kìm ốc này, và hai kìm mỏ nhọn thì nó bị trùng cái kìm đó. Nhưng mà tại vì nó sẽ phù hợp cho một số anh em nào người ta sử dụng như vậy đó. Còn này nó sử dụng cho những anh em khác nữa. Cái này thì chuyên cho anh em là điện nước nè. Với 6 sản phẩm như này giá nó chỉ 466.000 thôi. Tính ra thì nó sẽ mắc tiền hơn, tại vì những cái đồ này nè, đó cây kìm cắt lớn nè, có thêm cây mỏ lết nữa. Cây kìm này cũng lớn hơn luôn, nên là nó sẽ mắc tiền hơn. Còn cái bộ mình đã chia sẻ với anh em có một cái bộ đó. Đây cái bộ này. Cái bộ này có 379.000 nè, nhưng mà anh em sẽ thấy cây kìm này cũng nhỏ hơn, mọi thứ nó nhỏ hơn. Cái kìm này nhỏ hơn kìm này, cái kìm này thì bằng cái kìm này, cái kìm điện này thì bự hơn kìm này, cái kìm mỏ nhọn này thì nhỏ hơn kìm mỏ nhọn này, cái kìm cắt này thì nhỏ hơn cái cây kìm cắt này, và bên đây thì sẽ không có con mỏ lết. Thì hai cái mức giá sẽ khác nhau, thì tùy như anh em thích thích nhỏ nhỏ thì mua cái bộ này, còn anh em thích bự bự thì mua cái này. Cái này thì bự bự đó, 466.000 cho một bộ 5 sản phẩm như thế này. Mã đặt hàng của nó là anh em hãy xem đây, mã đặt hàng, mã này mã quốc tế luôn nha, W001314 á, 001314. 466.000 cho một bộ sản phẩm như thế này, quá trời tuyệt vời rồi. Anh em nào có nhu cầu thì đặt hàng ngay trên website của mình hoặc là đặt hàng bên dưới này nha. Bên mình đang có chương trình là ship hàng nội thành Sài Gòn chỉ có 25.000 thôi, ship nhanh trong vòng 2 giờ đồng hồ. Nếu anh em nào có nhu cầu mua nhanh thì chúng ta cứ đặt hàng nhanh ở bên dưới cái bình luận của video này. Cảm ơn em, tôi là Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.